Chào mọi người đã đến với cơ sở Trango Đại Nghiệp ạ. Ngày hôm nay thì cơ sở bên em đang có mặt ở trên Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc. Hôm nay thì cơ sở bên em là đến bàn giao cho gia đình nhà chị Huyền một tấm tranh đồng quê cực kỳ khủng mọi người nhé. Với kích thước lòng ván là xẻ rộng 1m và hàng cực kỳ là đẹp mọi người nhé. Hiện tại thì tấm tranh thì em đang hoàn thiện theo yêu cầu của chị là phun màu sáng. Thì mọi người có thấy là nó sẽ màu nó sẽ tựa tựa như gỗ gõ ấy ạ. Đây. Theo như ý kiến của chị khách là nhìn bên ngoài nó sẽ rõ nét và nó sẽ đẹp hơn ở trong video mọi người nhé. Sau đây cùng cơ sở bên em đi vào cận cảnh và chi tiết nhé. Tức là nhìn về kích thước thì nó rất là lớn nhưng mà em không biết là vào video thì như thế nào để thể hiện được cái kích thước to của nó, cái kích thước thật của nó cực kỳ lớn mọi người nhé. Thì hãy cùng cơ sở bên em đi vào đây. Về phần mộc thì em đã quay cho mọi người rồi, thì hôm nay là mọi người có thể xem cái lước hoàn thiện của cơ sở bên em. Thứ nhất là bọn em hoàn thiện là phun trần. Thì thứ nhất là anh chị có thể nhìn thấy rõ ràng là cái phần vân gỗ này lộ nguyên si. Vâng, cái lớp sơn nó rất là mỏng, rất là đẹp. Đấy, kênh bong moi móc này mọi người có thấy không ạ? Độ dày của ván nó lên đến 10 phân nên quý anh chị có thể nhìn thấy là tay em dễ dàng này luồn lách qua những cái chi tiết của sản phẩm này. Đó, rất là đẹp nhá. Đây, mọi người thấy không ạ? Hoàn thiện trần ở lộ nguyên vân. Đó, đây. Kênh bong moi móc rất là nhiều, đúng không nhỉ? Đó. Đấy. Vâng, tiếp tục ở cái góc bên này thì mọi người có thể thấy là những cái hình ảnh lao động rất là hăng say của các bác nông dân này, chở một cái xe lúa, xe bao lúa rất là đầy đúng không nhỉ? Bên này là hình ảnh là các bác nông dân là gánh lúa này, vâng, ở cưỡi trâu, những cái hình ảnh cực kỳ quen thuộc của làng quê Việt Nam. Ở bên này là hình ảnh ông thầy dạy lũ trẻ học ở đây đúng không nhỉ? Cây dừa, một trong những cái hình ảnh cũng cực kỳ quen thuộc với người dân Việt Nam đúng không ạ? Vâng, bên dưới này thì sẽ là hồ sen mọi người nhé. Với cái phần những cái chú cá này bơi lội tung tăng. Cùng với đó là những cái phần hoa sen này đục kênh bong rất là nổi, cực kỳ dày mọi người nhé. Cái độ dày của sản phẩm nó lên đến 10 phân nên các cái chi tiết của mình nó rất rõ và rất là đẹp. Đây, tiếp tục bên này. Đó, mọi người thấy không ạ? Đây, kênh bong moi móc rất là đẹp mọi người nhé. Đây, đó, hình ảnh các bác nông dân sinh hoạt ở bên cạnh cái giếng làng này, kênh bong moi móc. Đây, vâng, mời quý anh chị cùng cơ sở với em nắm lại một lần nữa nhé. Đây, tức là em ngồi cái góc nghiêng như này thì sẽ quay được hết cận cảnh của tấm tranh thì mọi người có thể xem luôn nhé. Và mọi thông tin chi tiết thì quý anh chị có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua hotline 0837 3 con 9 3 con 7. Hoặc mọi người có thể về trực tiếp cơ sở bên em có địa chỉ thuộc số 47 và số 54 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên Hà Nội để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp mọi người nhé. Thực sự thì tấm này thì rất là khuyến khích mọi người có thể nhìn ngắm thực tế. Bởi vì nhìn ngắm thực tế thì nó sẽ đẹp và nó rõ hơn trong video rất là nhiều. Dạ vâng, đây ạ. Thực sự thì hôm nay chị khách hơi ngại nên là em không quay được cái đoạn mà chị nhận xét về cái sản phẩm của cơ sở bên em. Rất là đẹp mọi người ơi. Đây ạ. Đó. Vâng, cảm ơn mọi người đã đón xem cái video của cơ sở bên em nhé. Xin cảm ơn ạ.